10 đã phải thi môn đầu tiên rồi. Vậy mà hôm nay đã là mùng 3, còn có một tuần, phải làm sao bây giờ? Không được, mình phải tận dụng mọi hoàn cảnh để ôn thi thôi. Alo. Alo, đi xem phim không ơi? Không, 7 ngày nữa tôi thi rồi. Còn một tuần nữa để ôn cơ mà. Đi. Alo. Hấp lại đi ông ơi. 5 ngày nữa tôi thi rồi. Còn gần tuần nữa cơ mà. Đi. Alo. Karaoke không em ơi? Nhưng mà mai em thi rồi. Lê Chi đang ngồi với anh này. Có Chi á? Chi ơi, Chi ơi, Chi ơi, Chi ơi. Anh đến đây. Chi ơi, Chi ơi, Chi ơi, Chi ơi. Anh đến đây. Người ta thường nói học thầy không thầy học bạn. Phải rủ mấy thằng bạn thân đến đây học cùng mới nhanh hiểu bài được. Sau đó thì là khai căn lần 2. Đúng không? Bình phương cả cụm lên. Sau khai căn lần 2. Thế thôi à? Người ta thường nói, thời gian buổi sáng là thích hợp nhất cho việc ôn thi. Đã thế thì tối nay sẽ ngủ sớm, đặt đồng hồ 4 giờ sáng dậy ôn thi cho nó dễ vào đầu. Dậy sớm một bài á? Sao? Nói thế nhở?
3 giờ rồi kìa. Thứ tư đến 4 giờ rồi học bài luôn vậy.